Hello, chào tất cả các bác nhá. Đứng ở giữa bãi biển nhưng khả năng là tiếng các bác sẽ thấy nó hơi ào ào ú ù một tí. Hôm nay thì đã giao thành công hai con, một con Civic ở Hà Nội và một con Kia Carrera ở Thanh Hóa. Và hiện tại ở đây em đang đứng ở khu du lịch bãi biển Hải Tiến Thanh Hóa. Đấy, tối hôm nay thì em sẽ ở đây và sáng mai em sẽ xem một vài con xe ở Thanh Hóa nếu mà được cả mấy anh em về. Đấy, em sẽ up cái video này lên. Hy vọng rằng là những anh em ở Thanh Hóa, Ninh Bình và một số những cái tỉnh lân cận, ví dụ như Nam Định, Hải Dương, tất cả những cái anh em ở đó. Và nếu như anh em có xe bán thì giới thiệu giúp em. Hiện Vanca hiện tại đã hết sạch hết cả xe rồi. Đấy. Đấy. Tối nay thì em sẽ nghỉ ở đây và mai sẽ vào trong Thanh Hóa các bác nhá. Em làm cái mẫu video này chỉ mong là chia sẻ được với các bác một chút là đây. Đấy, đến đây thì là gặp ngay một đồng chí gần như đồng niên tự nhiên gặp ở đây. Chưa? Tự nhiên gặp ở đây, chuyên về ép kính điện thoại và phụ kiện điện thoại. Đấy, mà đến đây tự nhiên gặp nhá, thế mới lạ chứ này. Không hiểu là tại sao. Không biết có liên kết với con số nào không, đánh đề có kịp hay không. Qua đánh vào hôm nay nó về 223 rồi. Đấy. Đây là cái khu ra gọi là bến thuyền. Bến thuyền của cái khu du lịch này. Ở kia thì nó có những cái mà để check in, chụp ảnh các thứ là phải có vé, nhưng bây giờ hiện tại thì trời tối rồi, đấy, không có vé. Đợt gần Tết vừa rồi thì là vợ và mấy đứa bạn vợ thì nó đi lên đây. Đấy, xong đó là đi một cái cano đi bắn mãi tin kìa, mất 1-2 tiếng đồng hồ cái thứ nào lại đi về và đi nhanh lắm. Đấy, và review cho các bác một chút về cái khu du lịch Hải Tiến này nhá. Khu du lịch Hải Tiến này thì nó cũng khá là rộng và nó cũng là chỉ một khu du lịch mới thôi, nó tầm khoảng 3-4 năm trở lại đây thôi. Đấy, được khu đường nhựa này gần như là mới làm này, mới làm lại này. Đấy, ở kia thì các bác thấy là có chữ là khu du lịch biển Ánh Phương Hải Tiến. Đấy, còn đây là khu vực bán vé các thứ. Đây đi dịch đây thì các bác sẽ thấy là nó có một bãi biển trải dài, bãi biển rất là dài bằng cát. Thì như đồng chí đồng niên kia ở kia thì là đồng chí ấy bảo rằng trước đây ấy, cái năm 2016 ấy là ở đây nó không có cát như thế này. Cát này là được bồi lên thôi. Đấy, hoặc là bên làm du lịch người ta kiểu nó đổ thêm cát đây thôi. Đấy. Dọc đây nhá, rất dài xuống dưới kia các bác nhá. Đấy, dọc một cái bờ biển rất là dài, cuốn rất là dài. Đấy. Và ở ngoài bờ biển này thì nhà nước quy hoạch là trồng cây dừa. Dưới những hàng cây dừa này là sẽ có những cái quán để mà ăn tối rồi thì có tất cả mọi thứ đấy dọc đây này. Đấy. Và tối có thể xuống đây chơi và chụp ảnh, đặc biệt là buổi sáng. Đấy. Rất là ok. Đấy. Bác nào mà có nhu cầu về đến Hải Tiến này thì có thể là du lịch, ăn uống các thứ ở đây đều khá ok. Đấy. Tuy nhiên thì đang là mùa dịch, rất là vắng. Đấy. Bình thường những cái chỗ như này rất là đông này. Đấy. Đây hiện tại đây thì chỉ có mấy cái xe thôi. Mấy cái xe kia, các bác nhìn thấy cái xe đỏ kia không? Xe ô tô đỏ kia không? Cũng từ Thái Nguyên đi xuống nhưng không hiểu tại sao mà xuống đến đây gặp nhau cùng ở chỗ này và chỉ trong khoảng thời gian là 5 phút. Em vừa xuống đây thì cũng gặp đồng chí đấy ở đây luôn. Đấy. Tối khả năng là tối thì cũng phải kiếm cái gì ăn tạm và nghỉ ngơi ở đây. Bác nào mà có xe ở khu vực Thanh Hóa này, Ninh Bình này, Nam Định này, Hải Dương này. Đấy, những cái tỉnh lân cận kiểu như thế, Hà Nội này, có cái xem video này mà có nhu cầu bán xe cho em nó rẻ, em có miếng kiếm tí tiền Tết thì các bác có thể là inbox cho em qua cái số điện thoại mà em ghim ở phần mô tả các bác nhá. Rồi ok. Em vừa xin kính chào các bác, làm một mẫu ngắn ngắn up trên kênh thôi các bác nhỉ. Tắt đã.